Trên tay em đang cầm đó là dòng sản phẩm Bilaravia 155SC. Em làm video này để cảm ơn quý bà con cũng như là quý đại lý đã tin dùng và ủng hộ cho chúng em suốt khoảng thời gian qua. Thì hôm nay em mới về lô mới, đấy là lô của ngày 28 tháng 4 năm 2024, nên là em muốn giới thiệu tới cho bà con cũng như gửi lời cảm ơn tới bà con. Thì sản phẩm này có hai hoạt chất rất là nổi tiếng trong vấn đề phòng trừ và điều trị nhiệt đỏ cũng như một số côn trùng kích thúc, ví dụ như là nhiệt đỏ này, bọ trĩ, rồi đập sáp. Thì hai hoạt chất đó chính là abamectin và bichotetramax. Hai hoạt chất này có công dụng cực kỳ hữu hiệu trong vấn đề phòng trừ và trị sâu bệnh. Thì có tính chất thứ nhất đó chính là lưu dẫn, thứ hai là tiếp xúc, cái thứ ba là vị độc. Cho nên là bà con nào đã sử dụng rồi là biết rất là rõ về sản phẩm này. Thì để gửi cho bà con một số cái feedback về cái sản phẩm này thì cứ inbox cho em, rất là hiệu quả luôn. Chỉ cần bà con thấy nhiệt đỏ hoặc là rầy đẹp của mình á nó xuất hiện từ 5 tới 7 con, bà con xịt là không còn con nào cả. Nên cứ yên tâm, thuốc này tác dụng trong ba cái tác động: lưu dẫn, tiếp xúc, vị độc. Cho nên là dù có cỡ nào cũng sẽ hết nhiệt đỏ, hết côn trùng kích thúc. Chỉ cần làm theo hướng dẫn. Vậy hướng dẫn thế nào? Hãy xem nè, một chai này có dung tích là 100 ml, pha được 200 lít nước. Còn nếu mà rầy đẹp của mình hoặc bọ nhện của mình mà đã nhiều quá rồi, nở rộ quá rồi thì mình có thể pha đặc lại hơn dùng em một chút, là 100 chai này mình pha cho em 100 cho tới 150 lít nước. Đó là mình phun cho em từ gốc tới ngọn. Vì thuốc này có đặc tính là lưu dưỡng 2 chiều, cho nên bà con cứ yên tâm, dù là rầy đẹp nằm ở vị trí nào trên thân cây thì thuốc này đều có thể phòng trừ được hết. Thì cứ yên tâm dùng em ha. Và thuốc này là một loại thuốc mà bên em nhập hàng chính hãng, đảm bảo cho mình 100%. Nên là bà con cứ yên tâm và liên hệ trực tiếp hotline, số điện thoại của bên em đang ghi bên dưới. Bên em sẽ hỗ trợ cho mình. Đồng thời, nếu bà con có thắc mắc về kỹ thuật cây trồng, cứ liên hệ anh kỹ sư bên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho mình miễn phí 24 trên 24. Nên bà con không cần phải lo lắng gì hết nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Nhớ ủng hộ em nhiều hơn và theo dõi kênh của em nhiều hơn nhé.